Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái này, đọc cái API này nhé. Bằng Android nhưng mà sử dụng Java, đúng không? Thì chúng ta làm thế nào? Thì các bạn sẽ tạo cái như thế này. Nhấn phải chuột vào cái Java này nhé. New này, một cái activity mới là empty view activity chẳng hạn. Các bạn chọn ngôn ngữ là Java. Đây, tạm thời thì bỏ đi. Để cho nhanh thì chúng ta sẽ đổi cái main 2 này thành main nhé, để cho ta đỡ phải kéo thả chị nhỉ. Tức là chúng ta lấy cái main này này chị nhỉ, và ta đưa sang bên này chị nhỉ, để cho ta đỡ phải kéo thả lại một lần nữa. Đấy nhá. Thế thì ở đây ta sẽ có luôn cái giao diện này, giao diện mới này, đúng không? Nhá. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn này là chúng ta đổi cái này sang này. Bây giờ ta đã có cái main activity 2 nó bằng Java. Main activity 3 thì bạn là cắt cái intent filter này này. Đúng không? Và chúng ta đưa sang cái này. Main 3 đúng không? Và đổi cái chỗ này thành chu. Ok, xong rồi. Bây giờ có code thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái này. Take view đúng không? Các bạn tắt cái này đi. Take view TV1 nhá. Button là BTN1. Và tại ánh xạ như sau, là có TV1 bằng file g.id chấm cái này đúng không, và btn1 thì bằng file g.id chấm demo btn1. Ta xử lý sự kiện bằng btn1 chấm set on click signal new này đúng không, và các bạn gọi cái hàm là gì, đọc dữ liệu nhá, truyền vào đây cái. Muốn có contest thì ta phải khai báo ở đây nhé. Contest bằng this nhé. Và ta truyền đây là gì? Contest và truyền cái TV vào đây. TV1 vào đây nhé. Bây giờ nhiệm vụ là ta phải tạo cái này đúng không? Ta create method đúng không? Đây. Thôi tạo dưới này nhé. Ta sẽ tạo này. Rồi. Copy cái này. Đó. Và các em sẽ ghi là context đúng không? Context và text view TV1 nhé. Các bạn sẽ khai báo thêm cái chuỗi là string str là di săn bằng cái này. Thì các bước thực hiện chúng ta tương tự, chúng ta sẽ có bước 1 đúng không? Bước 1 là queue đúng không? Bằng new request queue. Tạo request đơn vị như này. Rồi. Bước số 2 là ta có URL đúng không? Các bạn sẽ có string URL bằng cái đường dẫn này. Đường dẫn đây đâu nhỉ? Tôi sẽ copy bên này nhé. Copy đường dẫn này nhé.
thứ ba. Ba là tạo request. Thì như phân tích ở phần một cái video trước đúng không? Là chúng ta đây là gì? Mảng các đối tượng, như vậy chúng ta phải tạo mảng trước, tạo đối tượng sau, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có cần phải tạo mảng của các đối tượng. Đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn? Di sản. Array gì? Đúng không? Request. Thì sẽ có 3 tham số là URL này, thành công này và thất bại này. Chúng ta sẽ có này. JSON Array request, đúng không? Request bằng new JSON Array request nhá. New tiếp. Rồi. À URL, URL này. Xong new căn dấu cách. Rồi nhá. Tiếp theo ta có new căn dấu cách nhá. Như vậy đây là gì? Thành công thì thực hiện cái này, thất bại thực hiện cái này. Thất bại là dễ nhất, chúng ta sẽ có tv chấm gì, set gì, set text là error chấm get gì, exit. Thành công thì các bạn sẽ phải gọi tiếp, chúng ta sẽ phải lấy về cái với thành công thì ta sẽ có for, đúng không, là in y bằng gì, không y nhỏ hơn less gì, less for chấm len và gì y cộng cộng. Đúng không? Vậy ta sẽ lấy về cái đối tượng person này, đúng không? Đúng không? Chúng ta lấy về cái person. Như vậy ta có json of gì? Object, đúng không? Person sẽ bằng đây. New là json object và chuyển cái y vào đây nhé. Tất nhiên chỗ này bạn này có try catch như nhỉ? Ta thêm cái try catch vào đây này. Hay là ta sử dụng cái try catch đây nhé. Và chúng ta phải có catch. Exception E. E.WinStackJ. Rồi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy từng trường một này, thì để áp dụng cái này lấy đúng trường ID này, đúng không? Ta sẽ có string ID sẽ bằng, đúng không? Person này chấm get string và chuyển ID vào đây nhá. Được chưa? Tiếp tục ta có string của cái name, đúng không? Sẽ bằng ai bằng person chấm get string và name vào đây nhá. Ta lấy thêm trường nữa, là trường address nhé, gender đi. Ta sẽ có string cán v bằng person chấm get string gender. Vậy ta nối chuỗi này, ta sẽ có str json cộng bằng, đúng không? Là id, đúng không? Nối với là gì? Id nối với dấu gì? Ký tự xuống dòng nhé. Tương tự thế, ta copy cái này. Rồi, ta có name và gì? Gender. Bây giờ ta đưa lên tick view này. Ta lấy được xong cái này rồi, ta đưa lên tick view nhé. Xong cái này ta đưa lên tick view này. Ta sẽ có tick view tv.set là chúng ta sẽ có str của string json nhé. Thế là xong, đúng không? Vậy ta gọi cái hàm này lên thôi. Mà gọi rồi đúng không? Mà nếu đúng thì chúng ta gọi là nó sẽ phải hiển thị được dữ liệu, đúng không?
Thì đây là cách version viết bằng Java nhé. Các em có thể chạy thử. Đọc đấy, tôi sử dụng thư viện Play đọc. Rồi bạn kích vào bất thường này nhá. Nếu có đúng thì là nó sẽ hiển thị dưới đây. Thiếu gì nhỉ? Đố bạn biết thiếu gì? Cái gì? Bởi vì ta chưa chạy câu lệnh này đúng không? Ta thiếu bước 4, là bước cuối cùng đấy. Đây này, bước 4 này. Bước 4 là thực thi đúng không? Thì chúng ta sẽ có Q chấm gì? S và gì? Request vào đây thì mới được đúng không? Thế ta sẽ chạy lại cái này. Cứ vào đây nhé. Rồi, chuẩn chưa? Lên chuẩn chưa? Rồi, chính xác rồi. Như vậy ta đã đọc bằng hai cách, sử dụng bằng JSON, dùng bằng Kotlin và dùng bằng Java nhé. Đây là hai cách mà chúng ta có thể thực hiện để kết nối với một cái API và đọc dữ liệu lên Android nhé, sử dụng thư viện JSON.